Bài 39, chúng ta tập trung vào cách nói nguyên nhân. Hồi trước thì chúng ta đã có bài số 9 học về cách nói nguyên nhân, đó là đưa về kara mà hay để trả lời cho câu hỏi doste. Thì trong tiếng Nhật muốn sử dụng một cách tự nhiên hơn thì các trường hợp sau nhé, bắt buộc các bạn sẽ đưa nguyên nhân về thể t. Thể t có nghĩa là chúng ta nhớ lại cách nối với câu của bài 16 ngày xưa. Có nghĩa là tính từ đuôi y thì bỏ y thêm cực tệ, tính từ đuôi na và danh từ thì thêm đệ, và động từ thì đưa về thể t. Và có bốn trường hợp sau thì bắt buộc các bạn sẽ đưa về thể t để chỉ nguyên nhân. Thứ nhất là chỉ tâm trạng cảm xúc, có nghĩa là mình vui mình buồn chẳng hạn, hạnh phúc hay là đau khổ thất vọng chẳng hạn. Thứ hai là chỉ khả năng, ví dụ như là làm được hay là không làm được. Thứ ba là chỉ trạng thái, ví dụ như là muộn hay là sớm chẳng hạn. Và thứ tư đó là để cảm ơn và xin lỗi. Nguyên nhân cảm ơn và xin lỗi tất cả sẽ đưa về thể T. Bây giờ mình sẽ cho mỗi cái tình huống đó một câu ví dụ. Thứ nhất đó là chỉ tâm trạng cảm xúc. Ví dụ như là vì thi đỗ rồi cho nên là tôi đang rất là hạnh phúc. Shikeni ugokakushite totemo ureshii desu. Thứ hai là chỉ khả năng. Ví dụ đó là tôi không hiểu lắm bởi vì câu chuyện nó phức tạp quá. Hanashi ga fukuzatsu de amari wakarimasen. Thứ ba đó là chỉ trạng thái. Ví dụ như là bởi vì có tai nạn trên đường cho nên là chiếc xe buýt nó đã đến muộn. Thì muộn là một trạng thái. Thế thì jiko ga atte basu ga okurete shimaimashita. Tư là để cảm ơn, ví dụ như là cảm ơn vì đã gửi quà cho tôi, kẹo rất là ngon chẳng hạn. Okashi wo okutte kurete arigatou gozaimashita. Okashi wa totemo oishikata desu yo. Trường hợp cảm ơn này ấy, người ta rất hay thường dùng với cụm là vete kuremasu, bởi vì te kuremasu có nghĩa là ai đó làm gì đấy cho mình. Và trường hợp thì T dùng để xin lỗi. Ví dụ điển hình nhất chính là xin lỗi vì đã đến muộn. Okurete sumimasen. Hoặc là henji ga osoku natte sumimasen. Xin lỗi vì đã hồi âm muộn. Vậy thì nhé, các bạn nhìn lại các cái về sau của cấu trúc T, D chỉ nguyên nhân này. Chỉ tâm trạng cảm xúc, trạng thái, khả năng, cảm ơn xin lỗi. Thì các về sau này nhé, nó không được là cái gì đấy mà có ý chí của người nói nhé. Có ý chí nó thể hiện ở những cấu trúc như là về tai đề sự này, về mas này, về te kudasai, về nai de kudasai chẳng hạn. Những cấu trúc đấy thì mình sẽ không dùng được với td mà mình thường sẽ dùng với kara, hoặc cùng lắm thì mình dùng với no de. Và no de chỉ là cấu trúc thứ hai của bài 39. Đó. Chúng ta dùng no de để chỉ nguyên nhân khi mà mình muốn phân trần, hoặc là mình muốn xin phép, hoặc là mình muốn giải thích cái gì đấy mà mình cho rằng từ A dẫn đến B nó là lẽ đương nhiên và là mọi người nên đồng ý và chấp nhận cho mình đi. Thì công thức ở đây đó là thể thông thường cộng với nô đệ. Thực ra thì nô và ân chính là một, cho nên là ngày xưa các bạn chia ân thế nào thì như bài 38 vừa rồi các bạn sẽ chia nô như thế, và sang bài 39 này thì cũng không ngoại lệ. Và mình nhìn lại, mình đã biết là trợ từ D, D thì nó còn dùng để chỉ nguyên nhân. Thế thì cả cái cụm là nani nani cộng với no nó biến thành một cụm danh từ rồi. Vậy chúng ta có cấu trúc lớn, thực ra nó là nd, tức là vì cái nguyên nhân như thế này. Thì nếu nhìn toàn cảnh, thấy người ta đang dùng toàn là khiêm nhường ngữ, tôn kính ngữ, tức là đang nói một cách rất là lịch sự ấy, thì nô đệ và she của bài 28 nó có một điểm chung, đấy là bình thường nhá, thì mình để ở thể thông thường, nhưng nếu văn cảnh nó đang cực kỳ lịch sự thì các bạn sẽ đưa về mắt sự thể tê nê kê, mắt sự nô đệ, đề sự nô đệ, mắt tạ nô đệ, các thứ đều được cả. Ví dụ bạn này bạn bảo là tại sao bạn lại chuyển nhà vậy, và B trả lời là vì tôi thích nghe tiếng chim hót cho nên là tôi đã dọn về quê sống.
Thì câu hỏi của A là どうして引っ越ししたんですか? Và B trả lời鳥の声を聞くのが好きなので田舎に引っ越ししました. Còn một bạn là bị bắt gặp là đi mua rượu. Thế là bạn ấy có chút ngượng ngùng ấy, và bạn ấy phân trần là bởi vì hôm nay là sinh nhật tôi mà, cho nên là tôi mới mua rượu. 今日は誕生日なのでワインを買いました. Từ bài này mình có một từ vựng đó là途中で.途中で có nghĩa là giữa chừng, trên đường làm dở cái gì đấy. Mà công thức của nó là veru途中で hoặc là n no途中で. Ví dụ này, trên đường công tác thì từ công tác nó là một từ đặc biệt, nó là danh động từ, thì chúng ta có thể dùng theo cả hai kiểu này, đó là sucho no途中で hoặc là sucho suru途中で, đều được cả. Và về sau thì các bạn dùng ở tương lai hay quá khứ đơn đều được hết nhé.終わりました。Bài 39, chúng ta tập trung vào cách nói nguyên nhân. Hồi trước thì chúng ta đã có bài số 9 học về cách nói nguyên nhân, đó là đưa về kara mà hay để trả lời cho câu hỏi doste. Thì trong tiếng Nhật, muốn sử dụng một cách tự nhiên hơn thì các trường hợp sau nhé, bắt buộc các bạn sẽ đưa nguyên nhân về thể T. Thể T có nghĩa là chúng ta nhớ lại cách nối với câu của bài 16 ngày xưa. Có nghĩa là tính từ đuôi y thì bỏ y thêm cực tệ, tính từ đuôi na và danh từ thì thêm đệ, và động từ thì đưa về thể tê. Và có bốn trường hợp sau thì bắt buộc các bạn sẽ đưa về thể tê để chỉ nguyên nhân. Thứ nhất là chỉ tâm trạng cảm xúc, có nghĩa là mình vui, mình buồn chẳng hạn, hạnh phúc hay là đau khổ, thất vọng chẳng hạn. Thứ hai là chỉ khả năng, ví dụ như là làm được hay là không làm được. Thứ ba là chỉ trạng thái, ví dụ như là muộn hay là sớm chẳng hạn. Và thứ tư đó là để cảm ơn và xin lỗi. Nguyên nhân cảm ơn và xin lỗi tất cả sẽ đưa về thể T. Bây giờ mình sẽ cho mỗi cái tình huống đó một câu ví dụ. Thứ nhất đó là chỉ tâm trạng cảm xúc. Ví dụ như là vì thi đỗ rồi cho nên là tôi đang rất là hạnh phúc. 試験に合格してとても嬉しいです. Thứ hai là chỉ khả năng. Ví dụ đó là tôi không hiểu lắm bởi vì câu chuyện nó phức tạp quá. 話が複雑であまりよくわかりません. Thứ ba đó là chỉ trạng thái. Ví dụ như là bởi vì có tai nạn trên đường cho nên là chiếc xe buýt nó đã đến muộn. Thì muộn là một trạng thái. Thế thì 事故があって バスが遅れてしまいました. Tư là để cảm ơn, ví dụ như là cảm ơn vì đã gửi quà cho tôi, kẹo rất là ngon chẳng hạn. お菓子を送ってくれてありがとうございました. お菓子はとても美味しかったですよ. Trường hợp cảm ơn này ấy, người ta rất hay thường dùng với cụm là vete, bởi vì te có nghĩa là ai đó làm gì đấy cho mình. Và trường hợp thế T dùng để xin lỗi. Ví dụ điển hình nhất chính là xin lỗi vì đã đến muộn. Okurete sumimasen hoặc là henji ga osoku natte sumimasen, xin lỗi vì đã hồi âm muộn. Vậy thì nhé, các bạn nhìn lại các cái vế sau của cấu trúc T D chỉ nguyên nhân này. Chỉ tâm trạng cảm xúc, trạng thái, khả năng, cảm ơn, xin lỗi, thì các vế sau này nhé, nó không được là cái gì đấy mà có ý chí của người nói nhé. Có ý chí nó thể hiện ở những cấu trúc như là về tai đề sự này, về mas này, về te kudasai, về nai de kudasai chẳng hạn. Những cấu trúc đấy thì mình sẽ không dùng được với td, mà mình thường sẽ dùng với kara, hoặc cùng lắm thì mình dùng với no de. Và no de chỉ là cấu trúc thứ hai của bài 39. Đó. Chúng ta dùng no de để chỉ nguyên nhân khi mà mình muốn phân trần, hoặc là mình muốn xin phép, hoặc là mình muốn giải thích cái gì đấy mà mình cho rằng từ A
dẫn đến B, nó là lẽ đương nhiên và là mọi người nên đồng ý và chấp nhận cho mình đi. Thì công thức ở đây đó là thể thông thường cộng với nô đệm. Thực ra thì nô và ân chính là một, cho nên là ngày xưa các bạn chia ân thế nào thì như bài 38 vừa rồi các bạn sẽ chia nô như thế, và sang bài 39 này thì cũng không ngoại lệ. Và mình nhìn lại, mình đã biết là trợ từ D, D thì nó còn dùng để chỉ nguyên nhân. Thế thì cả cái cụm là nani nani cộng với no nó biến thành một cụm danh từ rồi. Vậy chúng ta có cấu trúc lớn, thực ra nó là nd, tức là vì cái nguyên nhân như thế này. Thì nếu nhìn toàn cảnh, thấy người ta đang dùng toàn là khiêm nhường ngữ, tôn kính ngữ, tức là đang nói một cách rất là lịch sự ấy, thì nô đệ và she của bài 28 nó có một điểm chung, đấy là bình thường ấy, thì mình để ở thể thông thường, nhưng nếu văn cảnh nó đang cực kỳ lịch sự thì các bạn sẽ đưa về mắt sự thể tê nê kê, mắt sự nô đệ, đề sự nô đệ, mắt tạ nô đệ, các thứ đều được cả. Ví dụ bạn này bạn bảo là tại sao bạn lại chuyển nhà vậy, và B trả lời là vì tôi thích nghe tiếng chim hót cho nên là tôi đã dọn về quê sống. Thì câu hỏi của A là どうして引っ越ししたんですか? Và B trả lời 鳥の声を聞くのが好きなので田舎に引っ越ししました。 Còn một bạn là bị bắt gặp là đi mua rượu. Thế là bạn ấy có chút ngượng ngùng ấy, và bạn ấy phân trần là bởi vì hôm nay là sinh nhật tôi mà, cho nên là tôi mới mua rượu. 今日は誕生日なのでワインを買いました。 Ở bài này mình có một từ vựng đó là tô chiu đệ. Tô chiu đệ có nghĩa là giữa chừng, trên đường làm dở cái gì đấy. Mà công thức của nó là vê rự tô chiu đệ hoặc là n nô tô chiu đệ. Ví dụ này, trên đường công tác thì từ công tác nó là một từ đặc biệt, nó là danh động từ, thì chúng ta có thể dùng theo cả hai kiểu này, đó là chô nô tô chiu đệ hoặc là chô sư đồ tổ chiều đệ, đều được cả. Và về sau thì các bạn dùng ở tương lai hay quá khứ đơn đều được hết nhé. 終わりました。